Hello anh em, và hiện tại Phúc Anh đang đứng tại Shenzhen. Nơi đây là cái nơi để mua sắm các sản phẩm công nghệ lớn nhất đến từ Đài Loan. Và anh em hãy cùng theo mình đi vào quầy Republic of Gamer để xem là các sản phẩm đến từ logo nó sẽ có những đặc điểm gì nổi bật và có những cái gì thú vị nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp cái quầy ROG Phone. Thì nơi đây sẽ bày bán tất cả các dòng sản phẩm ROG Phone 789 và thậm chí là một số những cái mẫu tản nhiệt. Ví như ở trên tay mình đây đang có một cái mẫu hay mình hay gọi là sò lạnh. Đó, anh em có thể nhìn qua, rất hầm hố đúng không nào. Và ở phía bên này chúng ta sẽ bắt gặp thêm một cái quầy nữa. Và ở phía xa xa thì anh em nhìn thấy ROG Ally, một cái mẫu máy tính chơi game cầm tay mới nhất đến từ Asus. Đây, và phía bên này anh em có thể nhìn rõ hơn cái chiếc ROG Ally này. Và đây là một cái máy tính đang được chào đón rất lớn ở tại sự kiện Computex 2023 năm nay. Phía bên này chúng ta sẽ có thêm một vài dòng sản phẩm đến từ ROG. Đây là dòng Top Gaming đến từ Asus này. Và những cái sản phẩm này thì nó có cấu hình tương đối cao, từ Core i7, Core i9 trở lên. Sang phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái quầy sản phẩm bày các linh kiện đến từ Top, đến từ ROG. Ở phía kia anh em nhìn thấy dòng A Gaming, ở giữa là dòng Maximus, bên cạnh là dòng ETX. Sang đến bên này thì chúng ta sẽ có một cái bộ gear gồm có tai nghe, có mic, có chuột, có pad và bàn phím. Xuống phía bên dưới là một dòng sản phẩm nữa đến từ dòng ROG. Và anh em có thể bắt gặp ngay chiếc tản nhiệt nước, chiếc card đồ họa được trang bị tản nhiệt nước. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ gặp một vài cái mô hình thôi, nhưng mà tất nhiên nó chỉ là dạng mô hình. Ở bên này thì anh em để nhìn thấy sự độc đáo đến từ Asus đúng không nào. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mình hay gọi là bộ phận bên trong, các hình thần linh kiện bên trong cấu tạo nên một chiếc chuột. Phía bên trên nữa là logo của hãng thôi, không có gì nổi bật cả. Sang đến phía bên này thì anh em có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có một chiếc wifi 6 này, có bàn phím, có tai nghe. Đi xuống bên dưới chúng ta sẽ có một cái chiếc ROG Duo được đặt ở trong cái lồng kính. Và ở đây sẽ là một cái bộ máy dùng full linh kiện ROG. Tiếp đến nữa thì đây sẽ là một cái khu trải nghiệm đến từ ROG nhá. Anh em nhìn thấy chúng ta sẽ được gặp những cái dòng như kiểu Zenfirus này, Top Gaming. Và chúng ta cũng sẽ có chuột, có bàn phím, có tai nghe để anh em có thể trải nghiệm luôn trước khi đưa ra quyết định là liệu chúng ta có nên mua sản phẩm này hay là không. Sang đến phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái quầy để bán gear. Và như anh em có thể thấy chúng ta có chuột, có bàn phím, có tai nghe, vẫn có những chiếc áo bomber đến từ Asus, có cả pad chuột. Và mình bật mí cho anh em là những chiếc áo bomber này không hề rẻ đâu anh em ạ. Sang phía bên này thì chúng ta cũng sẽ có một cái bộ máy để trải nghiệm. Ở đây anh em có thể nhìn thấy cái tay cầm mới đến từ ROG kết hợp với Xbox này. Chúng ta có bàn phím, có màn hình. Phía bên này nữa cũng sẽ có một cái bộ cây sử dụng linh kiện ROG. Và phía giữa kia là chúng ta sẽ có một cái eGPU. Rồi, và anh em đừng quên là follow kênh Phúc Anh để chờ đón những cái sản phẩm công nghệ mới nhất đến từ ROG tại sự kiện Computex 2023 năm nay nhé.